tác. Tập và Đắc Sơn quay cho con xem cái dàn lúa đề thơm 8 ở xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc đó mà con. Thì nói chung cái dạt này thì Đắc Sơn cũng sắp sửa lên dĩa rồi con. Vụ này công là tầm cắt khoảng 10-11 bao à, chết luôn rồi. Sẵn xa 800 mấy, 700 rưỡi vụ ký dữ lắm rồi ha. Thì nói chung là cắt là thắt luôn, cắt đồng 3 vụ bây giờ. Và đồng của Đắc Sơn trong trọng cũng chuẩn bị cắt thì không biết năng suất sau đây, thấy thì cũng năng suất chúng khoảng 700 mấy thôi, không tới 800 thôi. Từ 600 rưỡi đến 700 rưỡi thôi. Thì ở đây thì các nguyên nhân thắt thì thứ nhất là do đất ba vụ nè, nó không còn phù sa nữa. Thứ hai là do bị muỗi hành ha, thì ở đây cũng có muỗi hành cũng khoảng mấy chục trăm á. Thì trong cái việc phòng trừ muỗi hành thì bà con mình phải hết sức lý ha. Thì các cái thuốc bây giờ thì phòng muỗi hành thì chỉ có thuốc đặc trị gầy thôi ha. Nói gì trị gầy, nó là thuộc họ gầy đó, thì thuốc gầy thì nó mới diệt được phòng muỗi hành ha. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là đầu vụ đông xuân năm nay thì phân nó rất là mắc hả mọi con, nó cũng còn dạng 600 mấy á. Nên bà con người ta thứ nhất là nó tiết kiệm quá tài vốn nặng nên người ta không có đi phân nhiều ha. Đó với phân lạnh ha, là 600 mấy, còn mấy phân kia cũng 800-900 không đó. Nên bà con đi tiết kiệm ha, rồi nó bị muỗi hành đó, người không có đủ phân để cho mà nó đẻ nhánh khác nên là nó bị si luôn, nó thưa luôn, nó ăn luôn á. Thì nên gây tình trạng là thưa bông và sau này nó bị sao đục phân á nữa. Vô thêm vụ đông xuân này nó bị nắng khô bông nữa hết bà con. Thì ở đây bà con mình dòm cái dàn lúa là biết rồi. Thứ nhất là cái chiều cao nó khoảng 4 tấc à. Đài thơm đông xuân là phải từ 5 tấc trở lên nó mới trúng ha, bông nó mới trúng. Thì ở đây cái nguyên nhân đó thì Thái Sơn xác định là bị, thứ nhất là bị muỗi hành, thứ hai là thiếu phân, đất ba vụ mà. Nên là sau khi nó bị muỗi hành rồi đó, chứ nó không có phân để mà nó để phục hồi mà để đẻ những khác á, nên là nó bị thiếu chồi trầm trọng luôn á. Nói chung là rất là thưa nè, tỷ lệ chồi rất là ít luôn. Nhiều khi nó bị muỗi hành rồi lên đợt sau là nó bị thêm sâu đục thân rồi đậu ôn có bông nữa ha. Nói chung đề thơm thì nói chung thì nó thì cái dạng này thì lùm lùm này thì nó vô gạo ok không con. Đây vô gạo muốn không nổi nữa nè. Nói chung những cái miếng lúa bà con mà không rứt hạt là đậu vụ đông xuân, mà nhất là đất ba vụ ha, đất ba vụ mà đây không rứt hạt thì không đường nào chịu nổi chứ, cháy hết, cháy rụi hết. Mấy cái lá xanh xanh này thì thấy nó cũng vô gạo rồi mà bị lem lép quá nhiều à. Này chắc kho quản lý lép đen ít nè, bị lép đen đó nè. Trong dàn lúa này thì bà con dòm, thứ nhất chuột cắn, thứ hai là muỗi hành, thứ ba là thiếu cái lượng phân, đặc biệt là cái lượng phân bà con mình thiếu ăn. Thì vô vụ sau này phân nó cũng nhẹ rồi con á, phân nó cũng giảm sâu rồi, thì bà con mình xài cho nó cân đối lên thì năng suất nó sẽ có. Đối với đất ba vụ chủ yếu cần phân, thì miếng này 5 công á thì để coi hồi được như bao hết bà con. Đối với bao này trung bình nó khoảng 63-65 kg, 62-65 kg. Con này á, ngồi Thất Sơn thấy trung bình 62 kg đi thì coi được nhiêu bao. Thì cái này là 5 công hết mà con, 5 công tầm cắt mình á, 5 công lớn á. Nói chung ở đây bà con, ở đây là rảnh giò hết rồi. Thì nó đồng 3 vụ thì Thất Sơn thấy một số bà con mình đi một công cắt từ 60 kg đến 70 kg phân ha, thì năng suất nó sẽ gơ vào khoảng 900 ngoài vụ này. Nhẹ thấp nhất cũng 800 rưỡi đó. Còn bà con mình đi đầy đủ phân, là phân thuốc đầy đủ là nó tốn tiền xíu nhưng mà năng suất nó có. Thì đất cắt đất ba vụ thì bây giờ chủ yếu là nó cần phân thôi. Lúa đây mấy dàn lúa này thấy xong phiên hết rồi. Một số bà con này làm đất mướn là quề luôn, quề vốn luôn. Hên, quề quề vốn là hên, bỏ công ra. Để rồi cắt xong mà sang cho bà con mình xem. Đây bà con mình giờ
dặm vàng lúa không à. Rồi thì còn một lam nữa thì đất sơn đến bao và chia trung bình cho bà con biết ha. Thì hiện tại bên đây mới cắt xong, bên đây là ba công điện mà được 19 bao đó bà con ơi, thì cộng 6 bao rưỡi đó công điện đó, tính ra bao cho bao 65 đi, chục bao 650, 9 bao không tới 650 nữa, 500 mấy à. Gì đâu vậy, nó có 6 bao rưỡi à, bao 60 chạy ra có 400 ngoài bà con, nếu 365 là có chấm 400 ngoài à, công điện á. Còn đây công cắt nè, đây là công cắt nè, để sao đến thương trường ngay trên đó hai, còn trên đó không mới nữa, là nó cắt xong luôn đến đầu dưới bên đó 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đây 10 bao. Đây nó có thả bao nào nữa không? Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, đầu dưới 14 bao rồi. Xong rồi đó, tháng 5 công mà đếm được 19 bao là thấy xong rồi. 19 đó. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 36 trên xe 23, 37, 38 38 rồi đó. Cho nó 63kg thôi á. Đây là bao hai sọc đỏ nè, nó từ 63 đến 65 không à, có trên á. Tính trung bình 63 đi. 38 bao. Thì 38 bao mình chia cho 50 chạy ra không có 7 bao 6 không còn, cũng như 7 bao rưỡi. Nhân cho 65kg chạy ra 49. Trong động đây nó bị cỏ là con dòm nè. Lúa không có, cái kia chết này thêm cỏ lông heo nữa nè. Đây còn đây thắt chân thắt đều luôn á. Đây là ba công điện mà 19 bao nè. Đó, đây quá thắt rồi bà con ơi. Vậy ra còn có nhiều lần 600 ngoài dữ lắm.